xong cướp những chương trình tour này ហើយសម្រាប់ថ្ងៃ16ខែកក្ដដាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញាសាពុទ្ធសករាជ2022ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាបន្តទៀតដើម្បីទទួលព័ត៌មានពីក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំហើយសម្រាប់ថ្ងៃ16ខែកក្ដដាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញាសាពុទ្ធសករាជ2022ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាបន្តទៀតដើម្បីទទួលព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបាទចំពោះមាតិកាព័ត៌មានសូមជូនវិរៈទៅលោកបត្រាជំរាបអស់លោកអ្នកបាទសូមអរគុណសង្
Sơn đại chia mình trai ông nhà mình nó cứ ban rụm lốp ông biên từ lơ bây giờ cất nâng ạn cất rồi tiền thằng này cứ cầm cang như rót thập bị bám bằng hai nhầm pi ca sắc xa sáu triệu đồng bay đồng loại prạ khai ở cam mà có tam mình đào ruộng chạy đến đi nâng trong cái đó cứ bay cùng nứt plon nẹp phum cho mũi khuyết rồi mà được cái chập luôn mình chun từ can tòa cả rồi tiền phần mềm xinh xinh rụm tiền xin được cả pi mình đặt hai một chấm luôn bạn bạn hay cà phê mình sẽ mang cứ bọn miền bắc chân về nghề từ hái cứ đi ra tham bị ba ban sầm rách bằng cái cầm càng nghi muối đam bay thưa cầm này tầm rung lừa propon bị vót ra bằng một tay đi cả hai chấm bù hợp bọn miền xem xây được tây tiết nút cứ thay dựng chân luôn chấm biểu chun push down được bị cày chỉ bên to sông chun từ lúc một ra thì bay bẹp bọn từ nâng bóng bóng bị chìm rót chấm luôn mà phải bằng pi của sa to và từ nâng cả rầm lục bấm biến đây đã bị chật cất nâng anh được cất bàn chân rẻ xa cà phê chế đầy xã cùng bạn và ở côn hải ca to và tiêm tiến cứ cắt lang được nông phum sạch đánh khum riếm sọc bền nốt hai đợt bờ sen nốt đại là ca pi bực ngày thì một phần một muối mà sau mấy cái lo máu nó cứ đòi phần miên một hai tờ bay bên tay so lái đòi xa tay lục ốc sờ đấm đại chia mình thấy ốc nhà mình nó cứ lục bàn cho một vò về đây thì đàn miên bị biết cái lo máu nó đòi xa tay đây thì nó cứ thật là cầm cả cung cung rồi bọc bom ôm chưa bận cái lồng màu hay bảo tam ca lực lang rồi bảo lục ôm vết đại chia tại tạ miệp hùm đây nó cứ lục bàn tràn trâu là cảm phiệp cả châu quốc với như bảo lục ôn sơn rốn đòi xa tay ở ti tăng của nó đấy nó cứ bảo thuộc bây cái lồng màu lục ôn sơn rốn miền cà đăng đó chưa bận như nào cái đấy còn được ngày ti một hơi bằng bay và khai mới xa nam pi pon pram bay cái lồng màu nó cứ lục ôn sơn rốn bàn thưa cây son nhà đòi miền nam miền đáy tha thùng noa chỉ mùi bưởi chưa bồ rót rụp lốp chụp thưa ca tiêm tiêm bình hái prom tiang mà chẹt tha lốp nâng đọt bịa bồn đắng từ tránh pi từ là ca tiệt phong còn tại bọn ông chưa bồ rót nơi từ lợi đây từ noa nó cứ ban túc từ vơ rồi bao lốp rốn tha chia ca rụp lốp bồn piên sứt rồi nơi rồi bọn ông chưa bồ rót đại ban căn cam prapra đây ní o dạ phía chưa một phen năm một hai nụ hai bồn chưa bồ rót có ban bồn to tha chồng pua đại ở phụ quan rồi nơi ní phu đây đại phụ quan rồi nơi ní phu men chuyện đây rồi bao lục ông sơn nội tì một đào phải cho bọn ní để xa tại ở trên năm một quan một bộ đội cai sợ bấy nó cứ rịch rót tham bị bao chỉ biết xét nó cứ bẩm mục nơi bè mà hạc sát bộ dưỡng cứ bè ông bàn lại rồi hạt lệ khá đã đây đồng bọn ní chỉ đồng bấy ở chuyện đây rồi bao xuân u sa hạ cắm ở xuân u xiên chiết riềm bàn đào bàn lục trao từng ót nơi rót plong cầm sật nà nà nì nì từng ót đại miên nơi khôn đồng bọn ní hai nơi bè thay nó cứ bẩm mục rịch rót tham bị bao của ban bẩn to bọc ca bằng hai bằng to tiền phong đá đào bị một người rót thập ba sầm tại rót thùng một trái bàn tranh ăn được cật mũi đòi bàn cắt chia đây khá lớn ý ao từ chia đây giả hạ cũng một bộ chỉ bộ rót phần tai bộ chỉ bộ rót còn sự kết khơi bộ màn thằng ngay cái lò mà đấy cứ luộc ốc sơn đã bàn bàn chẹt tha cà cho qua với đây ní cứ đầm bay chọn đắng đây đàm miên cà pẹp pon không pẹp bồn đắng rồi bộ bộ chỉ bộ rót tai một phơi bằng pi krusa đây bộ pono hay đây đại phẩm miên cà pẹp pon bộ màn cứ chỉ đây bộ quan tàng o thật là không phong cam rất cao bị năm bị pon bằng một đôi cài sấp pi là chọn được làng chấn đây tăng bị năm cài sấp pi máu cứ còn miên phong nâng trầm trời phần tai đó xa cài năm cài sấp bấy nó cứ đi rót thập ba nâng pèm hạ sát cứ bàn tranh ăn được rất nâng bình trực rất bàn ở đây nó cứ chia khai thì chia đây chiên chiên riềm bàn chân tới có miền tây hà chân và tại còn thà đây khai bình nắng cứ đây bọc quạt còn bàn lực lặng chân chỉ mình đang thà bây giờ mà chỉ អត់អរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកដោះស្រាយទៅចោះហើយខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការអភិរក្សព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនោះគឺថាចាប់បានឈើក្រញូងចិត្តមួយពាន់ចិត្តមួយតោនអីទៅចោះចិត្តមួយពាន់ហើយឈើណាអូខេទេខ្ញុំមានរុះផ្ទះខ្ញុំឲ្យបាទយោងតាមព័ត៌មាន
Pi khát bát đầm bóng lục căng rì bàn rì cà tha chư cờ nhung nâng chư nình nuôn và chùm nuôn đập pi đông xa mai nâng bàm pi plan tầm ngôn chết mùi táo đại cờ rộng chú mùi đập chân chún đòi rượt dùn bà lai anh bò cờ rò hôm vẹ xa lạ lê mùi ớ đập bàm pi xam sấp phân hôn bênh tờ rớ bán ông ca ca pi nâng áp hì vọt sát bây bóng bây chơi bóng chú lập hòa bóng cầm bì chìa nâng cờ bút chú áp khắp bài rồi vùng mũ đầy bầm bầy vùng mũ đầy bầm bầy nơi kháng chương cơ rộng bánh đầm bó bà lời tới căn bình tìm mình chơi vậy nữa bà ọc con lời bật tỏ tiết sân bà dũng tam lục chọn xuyên lý bà thiên ti sân ạ ca ông ca bà trăm khách bắt đầm bó bà nội đăng tha rột dũng đặc trư cửa nhung mùi cửa ní cư tha cơ rộng ca nghĩa bán cầm nót mục sở nhà tăng phi trầm nội phùm chơi rây các bà khám ao ui chú mùi thảo giá kìa đã miên rột dũng bà lại bày cửa rương tiết đặc tạch túi chùi mưu lâu bà bật cụt bà bật cụt hả bật cụt bà cụt tại cơ rộng ca nghĩa lúc bán cầm nót dược làm mùi cửa ní sân đã đặc ជាច្រើនទឹកច្រើនជាងគេមកហើយណាបាទអញ្ចឹងពី3គ្រឿងទៀតមកបន្លំណាបន្លំបិទគូតបើកគូតអញ្ចឹងទៅហើយលោកបន្តថាបន្ទាប់មកក្រុមការងារលោកក៏បានបើករថយន្តមួយគ្រឿងដេញតាមជាប់កាត់កាត់នឹងរថយន្តក្រុមការងារមួយគ្រឿងទៀតគឺថាពាំងផ្លូវឲ្យឈប់តែគេមិនជប់ក៏បើកបុកកំពិតផ្ពាល់ផ្ពាល់ផ្ពាល់រថយន្តទេបងប្អូនមិនផ្ពាល់មនុស្សទេខាងមុខលោកក៏បើកតាមមកដល់រង្វង់មូលដៃ8ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូចាគេក៏បង្កើនល្បឿនយ៉ាងលឿនបាត់រង្វង់មូលដៃ8ក៏ទៅបុកនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយបើកទ្វារឡានហ្នឹងគឺថារត់ហ្មងបាទរត់ហ្មងនៅក្នុងម៉ោងប្រហែលជា8យប់ថ្ងៃទី25កន្លងទៅហ្នឹងបាទហើយលោកបន្តថាក្រោយខាត់ជាប់ឡានដឹកឈើនេះគឺថាលោកបានឲ្យសមត្ថកិច្ចដឹងលឺនិងស្ទូចយករថយន្តទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុបកគលជូនជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយជនល្មើសអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគឺថារត់គេចខ្លួនបាត់ទៅតុលាការនៅទៀតមានជើងដែរនៅទេអរគុណចឹងទុកជូនជំនាញទៅខ្ញុំដឹកទេបាទខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនព័ត៌មានទេមកខាងបងអ្នកដឹកឈើកញ្ញុំឬក៏នាងនួននឹងចង់បកស្រាយអីជឿតាក់ទងទូរស័ព្ទមកបកស្រាយទៅបាទគេលុំហ៊ានមកបកស្រាយតាក់ទងទូរស័ព្ទមិនដឹងយើងតាក់ទងក៏លុំកាសបាទអរគុណឥឡូវសូមជូនមួយរឿងទៀតដែរលោកបត្រាខ្ញុំទៀតទេបាទលោកឥឡូវខ្ញុំជូនព័ត៌មានមួយគឺថ្ងៃនេះគឺថានៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានក្រុមការងារចំនួន4ក្រុមដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការដំឡើងប្រាក់ខែជូនដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីបាទហើយមានអនុក្រមអនុគណៈកម្មការចំនួន4ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការកំណត់ថាតើគួរដំឡើងប្រាក់ខែហ្នឹងឲ្យកម្មករប្រមាណភាគរយឬប្រាក់បៀវត្សជាមូលដ្ឋានទាបបំផុតរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នដែលរហូតដល់ពេលនេះគឺថាទាបបំផុតហ្នឹង80ដុល្លារណានិយាយពីទាបបំផុតទេ80ឥឡូវវាកម្រមានឥឡូវ80អាចឡើង100អាហ្នឹងយើងនិយាយពីច្បាប់គឺកំណត់ថាទាបបំផុតគឺ80ដុល្លារហើយអាស្រ័យទៅលើតាមបណ្ដារោងចក្រហើយនិងបទពិសោធន៍របស់កម្មករកម្មការិនីរបស់យើងបើយោងតាមលោកសោមអូនដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាបានប្រាប់ខ្ញុំកាលពីល្ងាចមិញហ្នឹងថាថ្ងៃនេះនឹងប្រជុំនៅម៉ោង8នៅក្រសួងកាងារពីមុនមកកិច្ចប្រជុំនេះគឺធ្វើនៅក្រសួងសង្គមការិច្ចអញ្ចឹងបានជារូបភាពដំបូងមកលើករូបក្រសួងសង្គមការិច្ចប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រហែលជាបង្វែរទៅក្រសួងការងារវិញឲ្យវាត្រូវជំនាញការងារវិស័យកាត់ដេរក្នុងតំបន់ទៅហើយកិច្ចប្រជុំនេះគឺថានឹងបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍ចំនួន4របស់អនុគណៈកម្មការទាំង4នោះដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលប្រមាណមួយខែជាងកន្លងទៅនេះការស្រាវជ្រាវទី1គឺស្រាវជ្រាវទៅលើសង្វាក់ផលិតកម្មមានន័យថាលទ្ធភាពនៃការផលិតរបស់ខាងរោងចក្រទី2ស្រាវជ្រាវអំពីផលិតភាពរបស់កម្មករមានន័យថាតើកម្មករកម្មការិនីយើងនឹងផលិតផលហ្នឹងគឺថាបានល្បឿនកម្រិតណាបានបរិមាណកម្រិតណាហើយនឹងគុណភាពដូចម្ដេចដែរគេស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងទី3គឺស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីចំណូលចំណាយរបស់បងប្អូនដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយទី4គឺស្រាវជ្រាវទៅលើ
cái hơi tha bánh hà sẽ tới cách tiện tinh tình hình cho cam nóm chênh nóm chỗ là dùng vọng là cam xem xế là bây giờ một bộ bộ chỗ khí hơi nâng thua ca cầm nọt hơi ngày ní cứ tha con đài trâm bằng hành bài ca đài sao chìa cầu lòng tới tê đối chứ này bài ca thằng ổn nút dư cho mình đăng thả tá dạng mạch đáy về vua tha ngày ní bực ní tư tài nâng chạp đàm bà hành đối chứ này dùm toàn đáng ngay cho mơ ngày ní hơi ai nâng bò đồn miền bề thay rư cơ bò đồn miền chiết nâng ai đăng thả tá bài ca đã sao chiếu ban món nó cứ tháp ban lật tập họ đôi mày khai vẫn bị dùng tam luộc xong ốm luộc ban phải chạy prap nhom pi lịch mấy những tháng ngày nãy cứ tháp ai trầm tái bằng hai sân hai bờ sân chia cái tháp lợn bươn nuôi lớn vì ai được hỗ trợ tới phía xa ông pi cá cầm nót cá lăng prap bị vọt nâng còn cái cá lăng prap bị vọt nó cứ tháp lăng khi nó mùi chân năm mặt đón mùi chân năm mặt đón chập bị chân năm pi pon đập buôn nâng từ tèm mặt đón và hậu từ mỏ mà chân năm nâng lăng mặt đón mà chân năm nâng lăng mặt đón và số khăn nó cứ kết chỉ phi rồi lơ prap khai mu lệ than vào bông ôn bởi cam co cam cà ri còn tại bờ sân chia đam ca ăn bò luộc xóm ốn chỉ tiền sản bò luộc thì luộc choang ban đầm lá ông không một trăm năm đón đến pin mà thấy từ sam sập rồi đấy tiếp từ nâng prạ khai tệ bạ mà tiếp bấm phớt bò bông ôn cam bạc cam bạc cà ri và riêng nơi mình toan đang làm pin than tiếp nơi rồi bài ca nô than đang bán lát tập họ đổi mới đấy hai còn riêng mình toan đang thật ta cả lại cam ca tặng buôn sầm rạch đầm lá prạ khai chu nô bông ôn cam bạc cà ri nâng phần man phía rồi tiếp từ nâng bạn khai tiếp bằng phật nội tề, phần này còn đăng tha khăn ông mười chín năm đăng tài lại một đón chấp vì chín năm pi pon đập buôn ni tỏ tử bạn chẳng xong mà nhạt ở chùn pon miền này tại tận bằng sân như những chùn pon miền chỉ bằng tôm tôm được về cào tiệt bạn mà con này lấy được chỉ mong pi được chứ đo là thật nhàn bây giờ xong rồi bằng sân này như cào thì bằng tôm chùn pon miền mình thay tiệt bạn bạn